Xin chào các bạn học sinh lớp 4, rất vui khi gặp lại các bạn trong tiết học âm nhạc ngày hôm nay. Cô hy vọng tiết học hôm nay sẽ mang lại nhiều niềm vui và bổ ích cho các bạn. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu học thôi. Cô có một trò chơi nho nhỏ dành các bạn. Các bạn hãy nghe đoạn nhạc trên đó là bài hát nào mà chúng ta đã học và tác giả là ai? Xin mời các bạn. Quá dễ đúng không nào? Chỉ cần nghe nhạc dạo thôi chúng ta đã cũng biết là bài hát đó là tên gì đúng không? Cô xin mời các bạn hãy cùng đọc to tên bài hát cùng cô nào. 2, 3. Trên ngựa ta phi nhanh. Tác giả Song Nhã. Cô cảm ơn các bạn. Vậy thì nội dung của bài hát nói lên điều gì? Bài hát gợi lên hình ảnh cậu bé phi ngựa băng qua các miền quê của đất nước, hiên ngang vượt lên phía trước. Giống như các bạn học sinh của chúng ta, nếu làm một việc gì đó, chúng ta không nên nản lòng mà hãy thật mạnh dạn và tự tin làm thật tốt các bạn nhé. Cô xin mời các bạn cùng hát ôn lại bài. Chúng ta hãy cùng lắc lư theo nhạc và hát thật to bài hát nào. Cho bài hát thêm phần sinh động, cô xin mời các bạn hãy nhìn vào những ký hiệu bộ gõ cơ thể để gõ đệm cho bài hát nhé. Chúng ta sẽ chia bài hát ra làm hai đoạn. Đoạn 1 là từ trên đường gập ghềnh cho đến tổ quốc mẹ hiền chắp cánh cho toàn đội ta phi nhanh nhanh nhanh. Cô xin mời các bạn hãy nghe cô vỗ mẫu đoạn 1. Trên đường gập ghềnh, ngựa phi nhanh 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 nhanh. Trên đường gập ghềnh, ngựa phi nhanh 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 nhanh. Vó câu nhẹ tên, lá cờ nhịp nhàng. Biển bạc rừng vàng, đồng xanh mở rộng bao la. Ta phi khắp chốn, thăm các bạn mẹ yêu mến. Tổ quốc mẹ hiền chắp cánh cho toàn đời ta phi nhanh nhanh nhanh. Qua đoạn 2, cô sẽ thay đổi cách vỗ. Cô xin mời các bạn hãy nghe cô vỗ mẫu. Ta phi nhanh 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 nhanh. Ta phi nhanh 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 nhanh. Ta phi nhanh 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 nhanh. Và bây giờ cô xin mời các bạn hãy cùng hát và kết hợp với gõ bộ gõ cơ thể vào bài hát thật là điêu luyện nào.
Qua hoạt động thứ hai, cô xin giới thiệu đến các bạn một bài tập độc nhạc rất hay, đó là bài tập độc nhạc số 2, Nắng Vàng. Bây giờ cô xin mời các bạn cùng phân tích bài với cô nhé. Cô mời các bạn hãy quan sát vào bài và cho cô biết bài được viết ở nhịp bao nhiêu và có những hình nốt nào. Hãy cùng đọc to với cô nhé. Đó là nhịp 2-4 và có hình nốt đen và hình nốt trắng. Hình nốt đen sẽ là 1 phách và hình nốt trắng là 2 phách, đúng không các bạn? Và cô sẽ có âm hình tiết tấu sau. Cô sẽ cho các bạn 10 giây để thử vỗ tay tiết tấu trong bài này giúp cô nhé. Và các bạn nhớ nốt trắng 2 phách, nên phách thứ 2 chúng ta sẽ mở tay ra. 10 giây bắt đầu. Cô nghĩ bạn nào cũng sẽ vỗ thật là tốt, đúng không nào? Và bây giờ các bạn hãy nghe cô vỗ xem có đúng với các bạn vỗ không nhé. Đen, 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 trắng, hay. Các bạn lắng nghe cô vỗ một lần nữa và vỗ theo cô. Đen, 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 trắng, hay. Chúng mình sẽ tiếp tục đi tìm cao độ của bài nhé. Trong bài sẽ gồm có những nốt nào? Các bạn hãy đọc to nốt nhạc giùm cô. Đầu tiên sẽ là nốt Đô, Rê, Mi và nốt Son. Những nốt nhạc có cái hiệu bằng tay như trên. Cô xin mời các bạn cùng luyện cao độ. Rê, Mi, chúng ta hãy cùng đi ngược lại. Son, mi, re, do. Cô mời các bạn chúng ta hãy đọc lại một lần nữa. Do, re, mi, son. Son, mi, re, do. Chúng ta đã đi tìm cao độ và tiết tấu của bài xong rồi. Bây giờ cô trò chúng ta hãy cùng ráp cả bài lại nhé. Xin mời các bạn hãy lắng nghe cô đàn mẫu câu 1. Mời các bạn ráp lời câu 1 nào. Trời sáng lên bầy chim hót vang. Cô nghĩ các bạn sẽ đọc rất là tốt. Cô xin mời các bạn hãy qua câu 2 nhé. Hãy nghe và đọc theo tiếng đàn của cô nào. Cô mời các bạn ráp lời câu 2. Đàn bướm bay lượn trong nắng vàng. Chúng ta hãy cùng đọc nốt thật chậm và ráp hai câu lại nhé các bạn. Xin mời các bạn đọc nốt trước, sau đó hát lời ca. Cô xin mời. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ráp nhạc cho bài tập độc nhạc nhé. Đầu tiên các bạn sẽ đọc nốt từng câu, sau đó chúng ta sẽ ráp hai câu lại với nhau và ráp lời giùm cô luôn nhé. Xin mời các bạn.
ta hãy áp dụng bộ gõ cơ thể giống như bài trên ngựa ta phi nhanh với hai cách gõ đệm, đó là vỗ tay và vỗ đùi, để cho bài tập đột nhạc thêm sinh động hơn nhé. Các bạn hãy nhìn vào ký hiệu để vỗ giúp cô và hãy nhớ chữ vang và chữ vàng cuối câu, chúng ta hãy mở tay ra thật đẹp nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối bài. Hãy ở nhà học thuộc bài hát, bài tập độc nhạc và hãy áp dụng những bộ gõ cơ thể vào những bài hát mà các bạn yêu thích nhé. Cô chúc các bạn luôn chăm ngoan và học giỏi.